Thế xin chào tất cả các bạn khối 3 tuổi trường mầm non Trung ương. Các con ơi, đến với buổi học hôm nay, cô có một món quà muốn dành tặng cho chúng mình đấy. Chúng mình cùng đoán xem đó là món quà gì nào. Các con hãy cùng quan sát cô có gì đây. À, cô có một bức tranh vẽ bạn trai bạn gái. Nhưng chúng mình thấy trang phục của các bạn như thế nào? Trang phục của các bạn thật là đơn điệu vì chỉ có một màu trắng thôi. Vậy làm thế nào để cho trang phục của các bạn trở nên đẹp hơn? À, cô nghĩ ra cách, đó là tô màu cho trang phục của các bạn. Vậy ngày hôm nay, cô mời các con hãy tô màu trang phục cho bạn trai và bạn gái nhé! Các con hãy cùng quan sát xem cô có cái gì đây? À, đây chính là một chiếc váy đấy. Vậy đây là trang phục của bạn nào nhỉ? Đó chính là trang phục của các bạn gái đúng không? Bây giờ các con hãy quan sát thật kỹ và trả lời cho cô biết chiếc váy này có màu gì? Đúng rồi, chiếc váy này có màu hồng đấy. Đây chính là một trang phục dành cho các bạn gái và khi các bạn gái mặc lên, trông sẽ rất là đáng yêu và dễ thương đúng không nào? Chúng mình hãy cùng quan sát tiếp. Cô có gì nữa đây? À, cô có một bộ quần áo rất đẹp đúng không? Chúng mình hãy cho cô biết đây là trang phục của bạn nào nhỉ? Đúng rồi, đây là trang phục dành cho các bạn trai đấy. Trang phục của bạn trai có màu gì đây? À, chiếc áo của bạn trai có màu xanh dương và một chiếc quần màu vàng. Trông bộ quần áo rất đẹp đúng không nào? Khi các bạn trai mặc lên, trông sẽ rất là khỏe mạnh đấy. Các con thấy không? Khi những bộ quần áo có nhiều màu sắc sẽ trở nên thật đẹp đúng không nào? Để có thể tô màu trang phục cho bạn trai bạn gái, cô đã chuẩn bị những đồ dùng sau. Để chúng mình có thể tô màu cho bức tranh bạn trai bạn gái, các con cần chuẩn bị một bức tranh tô màu và một bộ bút sáp. Bây giờ chúng mình hãy cùng xem cô thực hiện nhé. Trước tiên cô sẽ lấy một màu yêu thích, đó chính là màu xanh dương, để tô chiếc áo cho bạn trai. Và các con ơi, chúng mình khi tô màu phải thật lưu ý, đó là các con sẽ tô từ trên xuống dưới và từ trái qua phải, các con nhớ chưa nào? Khi tô, cô tô thật đều tay, thật mịn, sao cho không chườm ra ngoài hình. Cô đã tô xong chiếc áo màu xanh dương cho bạn trai rồi. Tiếp theo, cô sẽ lấy màu vàng để tô chiếc quần cho bạn trai. Cô cũng tô từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, sao cho không chườm ra ngoài hình. Cuối cùng, cô sẽ chọn màu hồng để tô chiếc váy cho bạn gái. Trông bạn gái sẽ rất xinh đúng không các con?
vậy là cô đã tô xong chiếc váy màu hồng cho bạn gái rồi. Các con ơi, quần áo của chúng mình ngoài màu sắc đẹp còn cần điều gì? À, còn cần thật là sạch sẽ đúng không nào? Vậy chúng mình hãy luôn giữ cho trang phục của chúng mình thật là sạch sẽ nhé. Hôm nay cô đã hướng dẫn các con tô màu trang phục cho bạn trai và bạn gái. Vậy khi ở nhà, các con hãy nhờ bố mẹ chuẩn bị đồ dùng để chúng mình có thể tô màu bức tranh này nhé. Sau khi tô xong, các con hãy nhờ bố mẹ chụp và gửi cho các cô. Cô chúc các con sẽ tô màu được thật nhiều những bức tranh đẹp. Bài học của chúng mình hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con ở các bài học tiếp theo.